Tại vì cái bộ bàn này bọn em đặt tên đó là bộ bàn mẫu củ chuối. Xin được kính chào tất cả các cô bác anh chị. Ngày hôm nay cơ sở bên em xin giới thiệu một bộ bàn trà hoặc là bộ bàn để uống bia, uống nước ngọt, ăn trái cây hay là ăn chuối cũng được. Tại vì cái bộ bàn này bọn em đặt tên đó là bộ bàn mẫu củ chuối. Mẫu củ chuối. Với lý do đầu tiên mà bên em gọi đó là mẫu bàn củ chuối là bởi vì bên em dùng một cái trụ đặc nguyên khối giống y như cây chuối là cái thứ nhất. Vì cái thứ hai ấy đó là cái bộ bàn này nhìn nó rất là tếu, nhìn nó rất là tếu và nó cũng chưa từng xuất hiện trên thị trường luôn. Nói chung thì cái cảm giác đầu tiên chúng ta nhìn ấy thì đúng là nó hơi chuối thật, luôn luôn có những cái gì mà nó lạ lạ ấy. Đôi khi chúng ta nhìn là chúng ta sẽ có một cái sự liên tưởng, có một sự phản bác ngay, chê ngay. Và tất nhiên em cũng chê luôn. Thì với bộ bàn này, nói chung thì khởi đầu một chút cho nó vui vui, nhưng mà đi sâu vào bộ bàn này thì em sẽ giới thiệu cho cô bác anh chị là nó có cái gì nhá. Nó có cái gì thì trước hết thì anh chị thấy là một cái mặt bàn nguyên khối. Nguyên khối theo đúng nghĩa luôn các chị nhá, đúng nghĩa của nguyên khối ở đây. Bên em làm với kích thước mặt là 56, chiều dài là 94. Cái này đó là phần quan trọng này. Dày 8 phân liền hoàn toàn. Quan trọng nhất nó phải là nguyên khối thật đã, đúng không ạ? Cái này nó mới là nguyên khối này, chứ không phải là 2 phân hoặc 3 phân là nguyên khối đâu nhá. Trụ là trụ nguyên khối luôn. Trụ này thì bọn em gọi là trụ củ chuối, đúng chất luôn, đặc nguyên khối luôn. Đây các anh chị xem, trụ này còn nguyên tim nhá, không có, chưa có che gì, tim để nguyên luôn, không cần che. Trụ nguyên khối 30. Đó, cao này, cao là 47. Và đây, đó, mời cô bác anh chị thẩm định. Đó, bốn cái trụ nguyên khối và mặt bàn nguyên khối. Bộ này thì như em có chia sẻ ban đầu ấy, thì các anh chị làm cái bàn gì cũng được. Nói chung là cái này là do cái nhu cầu, cái mục đích sử dụng. Nhưng mà ban đầu chúng em dự tính ấy, là chúng em làm là một bộ bàn chè. Và với cái thiết kế của em ngay từ ban đầu ấy là em tính là làm bốn cái trụ, là bốn cái trụ vuông cơ, bốn trụ vuông cơ, để nó đi theo một cái ba rem như cái bàn này. Nhưng mà tiện nó có mấy cái trụ này đẹp quá thì em cho vô luôn, vô luôn. Hoặc đơn giản thôi, mai mốt nếu mà anh chị thích làm trụ tròn, trụ vuông anh chị cứ yêu cầu, rồi cái trụ tròn này em sẽ làm bộ bàn khác, bàn tròn hay bàn hạt xoài cũng được, không sao cả, gỗ nhà đầy. Đó thì giới thiệu vui vui tới quý anh chị một xíu. Bộ này thì quan điểm đầu tiên mà cơ sở nói đến đó là cái giá trị về gỗ các anh chị nhé. Về gỗ thôi, mặt nguyên khối, trụ nguyên khối, mai mốt chúng ta dùng thì cái giá trị của nó rồi luôn luôn đó là rất là cao anh chị nhé, rất là cao đó. Chắc cũng đâu còn cái gì nữa nhỉ, mặt bàn và trụ bàn rồi chân bàn đi. Chân bàn thì cũng chẳng có gì đâu, chân bàn thì đóng cho nó có cái chân thôi, đóng cái chân theo cái dạng khung hình và có cái dạng giá đỡ ở đây này. Anh chị nếu thích thì để những cái dạng như là những cái khay đỡ trà đấy, rồi mỗi lần mà chúng ta để cái ly úp xuống cho nước nó nhiễu xuống dưới đó. Hoặc như ban đầu em cũng có nói rồi, bộ này nếu mà xác định mà ngồi mà để uống bia thì ngon, uống bia bốn chín hữu bốn góc, hoặc nếu không ngồi đánh bài cũng được, nhưng mà đánh bài thì hai bên hơi hẹp đó. Hoặc là đẹp nhất là ngồi uống bia. Bia đây, nay cơ sở Mộc Nam Huy cũng ra một cái mẫu bia mới, bia Mộc Nam Huy nhá. Mai mốt cô bác anh chị có nhu cầu ghé cơ sở thăm hàng, bên em cũng mời lon bia.
Bộ này em xin báo giá luôn là 18 triệu 900 ngàn. 18 triệu 900 ngàn. Sơn hoàn thiện. Anh chị nào thích thì ghé cơ sở bên em. Em giao lưu đó và tặng luôn một vài lon bia cho anh chị thích. Đó, còn nếu mà với cái trụ tròn này thì đây, mời cô ba anh chị đi với em qua bên này một xíu nhá. Mai mốt nếu anh chị thích làm những cái bàn tròn hay là méo hay hình gì cũng được, tùy yêu cầu. Đây, gỗ bên đây đây, tự tính nguyên khối còn đây. Muốn làm bàn tròn này hay bàn gì cũng được. Đó, mai mốt vô hết. Nói chung là đấy, anh chị thích thì cứ vô. Hoặc là mấy cái chân này này, nếu không thích chân tròn, anh chị cứ nói em cho anh em làm chân vuông. Cứ cùng quy cách cùng kích thước thì thôi anh chị nhá. Gỗ cũng nhiều, nói chung là quan trọng là khách hàng thích thôi đó. Còn hôm nay tranh thủ buổi chiều mưa mưa, nói chung là mỗi lúc mà nó mưa ấy, tự dưng mà anh chị biết là trời nó đang nắng ấy mà tự dưng nó mưa cái đầu óc mình đôi khi nó cũng có vấn đề đấy, người ta gọi là ở Bắc gọi là chập mạch ấy. Thì đó, em lên cái sản phẩm cọc cạch giao lưu với cô bác anh chị cho vui. Bộ bàn phủ chuối anh chị nhá, anh chị nào có chê thì cứ vào đây bình luận chê, có khen gì thì cũng cứ vào đây khen với em một chút cho vui. Vâng, và video này được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Mộc Nam Huy tại làng nghề đồ gỗ Hố Nai Ba, Trảng Bom, Đồng Nai. Thank you.